Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Chắc các bạn cũng nhận ra trên tay mình là chiếc DJI Mini 4 Pro. Ở những cái video trước thì chúng mình đã thực hiện review nhanh và so sánh chiếc DJI Mini 4 Pro này. Và hôm nay hãy cùng chúng mình đánh giá tiếp xem liệu rằng thiên nhãn Mini 4 Pro là flycam dùng để đi du lịch hay là flycam dùng để làm nghề nhé. Và liệu rằng các sản phẩm flycam dòng Mini vốn bị coi là đồ chơi thì nay có thể sử dụng cho mục đích thương mại và kiếm tiền cho anh em không? Bắt đầu thôi! So với đại Mini 3 Pro thì Mini 4 Pro được trang bị thêm một chiếc vòng cố định để bảo vệ cánh và có thêm hai chiếc chân để giúp máy cố định hơn, có thể cất cánh ở nhiều địa hình. Nếu là người hay đi du lịch đây đó thì bạn chắc chắn nên cân nhắc về DJI Mini 4 Pro thuộc dòng Mini Series của DJI. Mini 4 Pro có ngoại hình nhỏ gọn và siêu nhẹ, chỉ 249g. Và nếu cộng thêm chiếc remote, một viên pin dự phòng cùng đốc sạc, tổng trọng lượng chưa tới 1kg, mang combo này đi xa quay thì quá là phù hợp luôn. Theo trải nghiệm của mình, việc mang theo những chiếc máy như là Mavic 3 hay là Mavic 3 Pro thì nó khá là to và cồng kềnh, khá là bất tiện khi mà di chuyển, gây cho chúng ta những cái trải nghiệm không tốt. Thay vào đó thì chúng ta có thể mua Mini 4 Pro cùng với một chiếc máy ảnh mà đem đi du lịch thì quá là tuyệt vời. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nếu mà bạn đi chơi xa hoặc là đi quay nhiều thì chúng ta cần phải mang theo pin và sạc dự phòng. Cái việc này sẽ giúp chúng ta có trải nghiệm tốt nhất mà không quá là ảnh hưởng vì nó không tốn quá nhiều chỗ. Có một cải tiến rất phù hợp với những người đam mê du lịch mà nhà sản xuất DJI đã trang bị cho Mini 4 Pro, đó là tính năng cảm biến đa hướng. Tính năng này cho phép flycam nhận biết vật cản xung quanh ở mọi hướng, giảm thiểu tối đa thiệt hại của Mini 4 Pro, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm bay ở những chỗ lạ. Nhưng hãy tránh những lùm cây nhỏ, mảnh, dây điện vì cảm biến của đa hướng cũng không thể nhận diện được những vật cản nhỏ như vậy. Ngoài ra, DJI Mini 4 Pro cũng là ứng cử viên sáng giá cho những ai có nhu cầu sử dụng máy để làm nghề. Bên cạnh những chiếc flycam hầm hố chuyên nghiệp như là Mavic 3 hay là Mavic 3 Pro thì mình thấy cũng có nhiều người lại dành lời khen cho Mini 4 Pro. Được trang bị cảm biến CMOS 1.3 inch cùng góc cam 24mm với khẩu độ f1.7 giống như E3, Mini 4 Pro có thể chụp ảnh 48MP, có chất lượng file quay lên tới 4K 100fps cùng với file quay có định dạng HLG hoặc DLogM, hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu cao và dễ dàng hậu kỳ. Đặc biệt, chiếc flycam này có khả năng xoay cam dọc mà vẫn giữ nguyên chất lượng video 4K, rất ngon để cho anh em làm job, cực kỳ phù hợp để sản xuất các nội dung dọc cho các mạng xã hội. Với ngoại hình nhỏ gọn thì Mini 4 Pro có thể bay ở những cái chỗ hẹp rất là tốt. Anh em làm nghề có thể mang chiếc máy này làm chiếc máy phụ, hoặc là trong nhiều trường hợp thì chúng ta dùng làm máy chính luôn cũng rất là ok. Tuy nhiên, với ngoại hình thấp bé nhẹ cân thì Mini 4 Pro sẽ khá là bị ảnh hưởng khi mà chúng ta bay vào những ngày gió to. Nhưng mà nhìn chung thì đây là một sản phẩm rất là ok và được các anh em làm nghề đánh giá cao. Vậy theo bạn, Mini 4 Pro là chiếc flycam dùng để đi du lịch hay là để làm nghề? Hãy comment ý kiến của bạn ở bên dưới và đừng quên để lại cho chúng mình những lượt like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!